chứ không phải là đồ ăn. Các vị A-la-hán sẽ mượn lúc hơi thở ra vô mỏng dần rồi niết bàn luôn, chứ không thở ngáp cái như người thường phải không à? Xin con dạ, xin sư giảng rõ điểm này. Không có kinh nào nói như thế hết. Mỗi một vị thì có kiểu chết khác nhau. Hơn nữa khi các vị ấy tử thì các vị ấy không bị khổ tâm thôi, nhưng mà thân thể thì vẫn bình thường như chúng ta, tức là bệnh thì vẫn phải bệnh, và nó ngay cả có vị thánh thì vị đó do bệnh thì các vị đó vẫn đôi khi là vẫn tiêu tiểu trước khi chết, thì chuyện đó là chuyện bình thường do cơ thể vật lý. Nhưng mà nhớ là tâm của vị đó là không bao giờ có sự thất niệm hay sự khổ, bởi vì các vị đó hiểu rõ còn mang thân là còn phải trả cái quả của quá khứ, đơn giản vậy thôi. Cho nên các vị có thể thân thể có thể đau đớn, nhưng các ngài không bao giờ la hét than khóc, thì chuyện đó không thể xảy ra.